Sáng nay ngày 18 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc phối hợp với Tri cục thủy sản tổ chức hội nghị đối thoại với ngư dân để tháo gỡ khó khăn trong chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc đã thông tin tới các chủ phương tiện tàu cá và bà con ngư dân các quy định của Ủy ban châu Âu EC về khai thác hải sản, tác hại tác động của các lệnh phạt IUU của EU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Công văn số 1789 ngày 9 tháng 9 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tiếp đó, hội nghị cũng đã được lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của đại diện 57 chủ tàu cá đang hoạt động nghề cá sai với đăng ký, buộc phải chuyển đổi. Trong đó tập trung vào những đề xuất như nhà nước tỉnh có cơ chế để hỗ trợ chuyển đổi nghề, gia hạn thêm thời gian chuyển đổi nghề, hướng dẫn các thủ tục đối với những trường hợp chủ tàu cá có điều kiện để chuyển đổi và khi không có khả năng chuyển đổi. Trên cơ sở các ý kiến của các chủ tàu cá, đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc đã tiếp thu giải trình một số nội dung trong thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đề trình các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.